Dạ vâng, xin chào các bác và anh em. Trước mắt các bạn anh em đây là một bộ dàn loa rất là khủng long bảo chúa. Với cái bộ dàn này thì em đang ghép và gửi đi cho anh Dương. Anh Dương thì anh ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Anh có đặt anh em cho em một cái combo phải nói là rất là bạo lực cũng là mạnh mẽ như này. Với một đôi loa SH1800 có giải đường tiếng là 5 đường tiếng. Đó là hai loa bass 30 mà Playblast gân cao su, tiếng bass rất là chắc cũng là uy lực. Một loa chung và một loa tép ở mặt đằng sau thì nó cũng sẽ có một loa tép nữa. Đây. Ở mặt đằng sau thì nó là một chiếc loa tép mảnh rất là hay. Và thiết kế của con này thì rất là cứng cáp cũng như là chắc. Đặc biệt là cái thiết kế này thì nhìn nó rất là hầm hố, khi mà chúng ta đặt ở trong không gian gia đình nhà mình sẽ rất là bạo lực. Thì lát nữa em sẽ test nhạc để các anh em thưởng thức cái chất âm đến từ cái dòng này. Và khi mà anh Dương mua đôi SH1800 Pro thì anh em chúng em sẽ tặng luôn cho anh đó là một cục đẩy công suất DL500 Pro. Anh là anh muốn lấy đẩy chứ anh không muốn chơi đẩy đánh vang thì anh em cho em tặng cục đẩy D500 Pro trị giá 7 triệu. Và anh chỉ cần mua thêm đó là một chiếc vang. Đây là vang 6G cũng như là một cặp mic QVK321. Đó. Với cái bộ dàn này thì anh có thể hát karaoke, nghe nhạc DJ remix hay là chơi những cái bản nhạc không lời trữ tình bolero. Nói chung là tất cả những cái dòng nhạc mà các anh em hay chơi là chơi được thoải mái ở trên cái combo này. Và bây giờ em sẽ đi vào test nhạc luôn để các bác và anh em cảm nhận cái chất âm đến từ cái bộ dàn SH1800 Pro của anh Dương ở Quảng Ninh. Và rất là cảm ơn anh đã ủng hộ anh em cho em một cái bộ dàn rất là khủng bố cũng như là rất là khủng long bạo chúa nha. Và cũng chúc anh và gia đình nhà mình có thật là nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời cùng cái bộ dàn âm thanh mà mình đã chọn. Và bây giờ mời các anh em đeo tai nghe để cảm nhận ngay cái chất âm đến từ cái bộ dàn loa karaoke SH1800 Pro. Và vừa rồi thì các bác và anh em đã được cảm nhận xong cái chất âm đến từ cái bộ dàn SH1800 Pro của anh Dương ở Quảng Ninh. Thì các bác và anh em có cảm nhận như thế nào về cái chất âm của cái bộ dàn này? Và nếu mà các anh em cảm thấy bộ này đánh rất là hay, nghe rất là tuyệt vời thì có thể để lại cho em xin một like. Một like để tiếp thêm động lực cũng như là để anh em cho em biết là các anh em rất là thích cái bộ dàn này. Và nếu mà các anh em mà đã thích rồi thì nếu mà đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình những cái combo karaoke như này thì có thể liên lạc ngay với anh em chúng em qua số online trên màn hình hoặc là để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn và anh em. Ngoài những cái đôi loa SH1800 thì chẳng hạn như các anh em thích dòng D5 hay D2 như kia hay là G1000 Plus hay là SH1500 thì cũng có thể liên lạc với anh em chúng em thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các anh em. Và D2 và D5 là một trong những cái dòng loa mà rất là cao cấp cũng như là rất là hay ở bên em. Và những cái dòng này thì chỉ bên em mới bán thôi, nên là các anh em nào mà
thực sự là thích thì có thể liên hệ với anh em cho em, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn để các anh em có thể chọn được những cái dòng loa thích hợp ở trong không gian gia đình nhà mình, như bộ dàn mà anh Dương đã chọn ở đây. Với bộ dàn này thì các anh em đánh ở trong cái không gian phòng 30m² hay là 40m², đôi khi không cần phải dùng thêm loa súp nữa. Và nếu mà con này các anh em dùng loa súp thì phải thêm con loa súp 40 may ra đánh thì nó mới bạo lực hơn. Chứ còn hai loa bát 30 đánh rất là mạnh rồi, rất là uy lực, cũng như là rất là chắc gọn. Cái dòng bát 30 trên con này đều là bát điện nhá, nên là khi mà chúng ta chơi ở trong gia đình nhà mình thì nó thực sự là rất là hay, nghe rất là chắc gọn và lực, nó không ù đèn đau đầu khó chịu trong quá trình chúng ta chơi những cái bản nhạc mạnh. Một giải loa chung rất là to để có thể hát karaoke hay là nghe những bản acoustic bolero trữ tình, hay là một loa tép ở đây và một loa tép đằng sau. Với cái công nghệ làm loa như bây giờ thì cái chất âm của cái dòng này như các anh em cảm nhận thì nó rất là hay, rất là lôi cuốn, rất là tuyệt vời. Lớp sơn bóng có thể soi gương này, khi chúng ta để trong không gian gia đình cái dòng này thì là một cái điểm sáng cũng là rất là sang trọng đẳng cấp. Ở dưới thì có bốn cái chân có lớp mút cao su để ngăn cái hiện tượng đó là rung lắc trong quá trình chúng ta chơi, và bốn cái chân này nó có thể lâng lên hạ xuống được, nên là nó sẽ tạo ra một cái điểm rất là sang trọng khi chúng ta để trong không gian gia đình. Và một cục đẩy công suất D500 Pro, một chiếc vang. Vang này thì có cả điều khiển nhé, vang 6G của bên em có điều khiển, đang bán với mức giá đó là 3,2 triệu, nhưng mà cũng khuyến mãi cho các anh em là còn 2,5 triệu thôi. Nên các anh em nào mà thích cái dòng vang cơ lai số như vang 6G này có thể liên hệ với anh em cho em nhé. Một trong những cái chiếc vang rất là hay. Đây có thể to nhỏ này. Ở đây có thể to nhỏ cũng như là chỉnh bát chép ở đây này, bát này, giải chép này, rồi là chuyển cổng input này. Đó, rất là tuyệt vời. Một chiếc điều khiển này thì nó sẽ tăng cái tính cơ động cho chúng ta trong quá trình chúng ta chơi nhạc, thì không cần phải với đến cái chiếc vang để tinh chỉnh nữa, mà chỉ việc sử dụng hết qua cái điều khiển thôi, rất là gọn nhẹ, rất là hay. Và bây giờ em sẽ lại mời các anh em đi thưởng thức cái chất âm đến từ cái bộ dàn này nhá, để các anh em có cái cảm nhận tiếp tục về cái bộ dàn âm thanh mà em đang ghép và gửi đi cho anh Dương ở Quảng Ninh. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Dương đã ủng hộ anh em cho em một cái bộ dàn rất là tuyệt vời như thế này. Các bác và anh em nào mà đang có nhu cầu như anh Dương, đang cần tìm cho gia đình nhà mình những cái lựa chọn không gian của nhà mình với những cái tiêu chí như rẻ, chất lượng cũng như là có chất âm tuyệt vời, thì có thể liên hệ với cả anh em cho em, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn về mặt kỹ thuật hay là về mặt chuyên môn cho các anh em kỹ càng hơn. Và bây giờ mời các anh em đeo tai nghe để cảm nhận chất âm đến từ bộ dàn loa SH18 Pro này.